Kính thưa đồng bào quý mến, đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và trong những ngày, tháng, năm sắp tới đây, gần đây, sẽ có động đất, tsunami. Nước biển sẽ dâng tới mây. Và đây là hình ảnh Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc động đất, tsunami sắp xảy ra. Và khi sự việc này xảy ra, lúc đó chỉ có Cha Trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta. Đồng bào mau mắn ăn năn sám hối gấp, lập công chuộc tội và phụ giúp tôi thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần thông báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2014. Kính xin Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho chúng con được tội nguyện, cho chúng con biết vâng lời Cha Trời Giêsu thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, và nhất là cho đồng bào Việt Nam chúng con ở khắp mọi nơi được biết gấp. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Cha Trời Giêsu. Amen.